Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tại Hà Nội vào dịp cuối năm. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm nay trưng bày gần 10.000 sản phẩm đặc trưng của 46 tỉnh thành phố trong cả nước. Sự kiện được kéo dài tại hệ thống siêu thị Vinmart và BRG Mart đến ngày 25 tháng 12. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất đặc sản vùng miền khai thác thị trường Hà Nội, thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ lớn. Năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện truyền hình trực tiếp hình ảnh tại 3 điểm cầu: Vincom Royal City, Big C Long Biên, BRG Sài Đồng. Đồng loạt 3 điểm cầu cùng điểm tổ chức chính ở Trung tâm Thương mại Tham City thực hiện hiệu ứng khai mạc. Qua các kỳ tổ chức, hội chợ không ngừng đổi mới, nâng lên về chất lượng và quy mô, trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín cao, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, cũng như tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô và phục vụ xuất khẩu. Đồng thời tại hội chợ cũng có những hoạt động như tư vấn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, thâm nhập hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, hội thảo chuyên đề, livestream sản phẩm. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch của thành phố Hà Nội đã tổ chức sự kiện đặc sản vùng miền thường niên trong cái dịp chúng ta chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Chúng tôi đánh giá cao cái hoạt động của Trung tâm Hà Nội tổ chức. Đây là cơ hội lớn để cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh cũng như các doanh nghiệp của các tỉnh được tham gia giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp của các tỉnh và đồng bào đông đảo người tiêu dùng của thủ đô trong cái thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới. Trong thời gian vừa qua và ngay tại sự kiện này thì Trung tâm Xúc tiến Thương mại của tỉnh An Giang và các doanh nghiệp của tỉnh đã mang những loại hàng hóa đặc trưng và đặc sắc của tỉnh An Giang, đó là các sản phẩm làm từ gạo, sản phẩm làm từ cá, sản phẩm làm từ đường thốt nốt và một số sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh An Giang để giới thiệu và tiếp cận với người tiêu dùng của thủ đô trong cái dịp này, cũng như là tìm cơ hội để hợp tác kết nối cung cầu giữa các tỉnh và đồng bào và người tiêu dùng của thủ đô. Trong thời gian tham dự sự kiện này thì Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư của tỉnh An Giang đã có buổi làm việc và kết nối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội về một cái thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xúc tiến đầu tư cũng như là giao thương cho các cái doanh nghiệp của tỉnh An Giang đến với thủ đô cũng như ngược lại. Chúng tôi hy vọng với sự hợp tác này thì doanh nghiệp của tỉnh An Giang sẽ tìm được cơ hội để tiến vào thị trường của phía Bắc nói chung và thị trường của thủ đô nói riêng. Và từ đây thì sẽ giúp cho cái việc khai thác cái tiềm năng thế mạnh của các tỉnh đem về thủ đô cũng như là giúp cho tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của vùng miền của thủ đô về các vùng của đồng bằng sông Cửu Long được thuận lợi. Đây cũng là nơi để các nhà phân phối tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung cấp hàng hóa, là sự kiện được người tiêu dùng thủ đô doanh nghiệp hưởng ứng chờ đợi để đến tham quan mua sắm trải nghiệm nét văn hóa vùng miền Việt Nam. Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021 sẽ là một cái sự khởi đầu tốt đẹp của một cái chương trình hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Nội và các doanh nghiệp các tỉnh, giữa các đơn vị, cơ quan sở ngành, các tổ chức xúc tiến của Hà Nội với các tỉnh thành trong thành phố, để có thể đặc sản vùng miền sẽ bay cao hơn nữa, không chỉ là tiêu thụ trong nước còn là xuất khẩu, không chỉ là phục vụ những người tiêu dùng trong nước mà còn có thể phục vụ những du khách họ đến với Hà Nội và họ từ Hà Nội họ sẽ đến tất cả các tỉnh thành. Đó là một giao thoa văn hóa mà tôi nghĩ rằng đấy là một sự kỳ vọng rất là tốt trong thời gian tới và hy vọng sẽ có dịp đặc sản vùng miền sẽ đạt được những cái mục tiêu mà ban tổ chức cũng rất là mong muốn đặt. Hội chợ năm nay có sự hiện diện của 135 gian hàng của 46 tỉnh thành phố trong cả nước, tham dự tại 6 trung tâm thương mại: Vincom Megamall Royal City, Vincom Megamall Tham City, Vincom Plaza Long Biên, Big C Long Biên, Big C Lê Trọng Tấn, Big C Hồ Gươm, 20 siêu thị thuộc hệ thống Vinmart và 10 siêu thị hệ thống BRG Mart cũng tổ chức các khu quảng bá đặc sản vùng miền với các hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm, giao thương kết nối, tư vấn doanh nghiệp. Cùng với đó là nhiều khuyến mại, dùng thử, trình diễn cách thức chế biến sản phẩm đặc sản vùng miền tới người tiêu dùng thủ đô.
tham gia triển khai hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2021, hệ thống siêu thị Vinmart và BRG dự kiến tiêu thụ hàng trăm tấn sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền. Sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương được trưng bày thành khu vực riêng, nổi bật tại các siêu thị, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như khô cá cơm, khô cá bống, khô cá hồng, chả ốc hoa doanh, bưởi diễn, bưởi da xanh, ổi lê, cam canh, cam vinh kỳ yến, cam sành hàm yên, cam khe mây, cải làn Bắc Giang, cải mèo Mộc Châu, khoai sọ Củ Giang. Riêng chuỗi Vinmart với hơn 2.500 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc, Vinmart, Vinmart Cộng chủ động xây dựng tiêu chí và cam kết duy trì tỷ lệ hàng Việt có mặt tại siêu thị và cửa hàng luôn đạt trên 90% và ngành hàng thực phẩm tươi sống. Nông sản nội địa có tỷ trọng doanh thu hơn 30%. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2021 tại các siêu thị Vinmart sẽ được kéo dài đến ngày 25 tháng 12. Có thể là dịch COVID-19 đang diễn biến rất là khá phức tạp và cũng ảnh hưởng một chút so nếu như mà năm ngoái thì cái sự kiện này được tổ chức tại các cái điểm đông người, nhưng mà tuy nhiên thì năm nay thay đổi đã chuyển tổ chức tại các cái trung tâm thương mại, trong đó có Royal City và các điểm của hệ thống bán lẻ tại thủ đô Hà Nội. Với cái việc truyền thông trên các kênh thì giúp cho cái sự kiện này nó có một sức lan tỏa trong người dân. Chúng tôi cảm nhận được cái sự ủng hộ của người dân thông qua cái việc là người dân khi mua sắm tại hệ thống siêu thị của Vinmart của chúng tôi đã rất là quan tâm tới các sản phẩm đặc sản vùng miền đang được trưng bày tại hệ thống siêu thị Vinmart cũng như chuỗi cửa hàng Vinmart Cộng. Khách hàng cũng hưởng ứng và sức mua của các sản phẩm này cũng được tăng lên một cách đáng kể. Bên cạnh việc mà kết hợp với lại trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội cũng như các sở và các bộ ban ngành trong cái việc là tổ chức các cái sự kiện tuần lễ đặc sản, thì tại hệ thống siêu thị Vinmart cũng như chuỗi cửa hàng Vinmart Cộng của chúng tôi cũng đã và đang thúc đẩy mạnh cái việc là kết nối tiêu thụ sản phẩm của các sản phẩm nông sản đặc sản vùng miền vào hệ thống bán lẻ hiện đại như là Vinmart và Vinmart Cộng của chúng tôi. Theo đó thì chúng tôi đã xây dựng lên các cái tiêu chuẩn, và trong đó là có quy trình 5 bước để đưa các cái kết nối thu mua trực tiếp các cái sản phẩm đặc sản vùng miền này vào hệ thống siêu thị của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã truyền thông cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể tới các cái đơn vị đối tác là các cái hợp tác xã, các hộ nông dân cũng như các công ty sản xuất về nông sản đặc sản, để giúp cho họ có thể hiểu được làm thế nào có thể đưa được các sản phẩm đặc sản này vào trong hệ thống siêu thị và hiện đại, trong đó có Vinmart và Vinmart Cộng của chúng tôi như hiện nay. Đồng thời thì các chuyên viên cung ứng của chúng tôi cũng đã gọi là chủ động trong cái việc tiếp cận với lại các cái hộ sản xuất về nông sản đặc sản và các địa phương để tìm cách đưa các cái sản phẩm này vào trong hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái tuần hàng cũng như là các cái lễ hội về đặc sản địa phương tại các hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng, và tập trung tối đa trong cái việc trưng bày cái địa điểm mà gọi là bắt mắt nhất để giúp cho người dân có thể tiếp cận dễ dàng các sản phẩm này, và cũng tập trung về truyền thông trên các cái kênh như là báo chí hay là các cái trang fanpage hay là các kênh truyền thông online khác để gọi nâng thúc đẩy cái việc gọi là mua sắm của người dân đối với các sản phẩm đặc sản vùng miền, và qua đó cũng nâng cao cái hình ảnh và giá trị của sản phẩm nông sản đặc sản vùng miền nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung trong thị trường Việt Nam cũng như là hướng tới là thị trường quốc tế. Ngoài cái việc là kết nối với các nhà cung cấp đặc sản vùng miền của Việt Nam thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với cả trung tâm xúc tiến để quảng bá cũng như là trang trí tại những cái điểm mà trưng bày những sản phẩm đặc sản vùng miền này. Ngoài ra thì hệ thống Vinmart chúng tôi cũng triển khai những cái chương trình khuyến mại có thể lên tới 30%, cũng như là những cái chương trình dùng thử để làm sao khách hàng thủ đô có thể thử nếm, cảm nhận và mua những cái sản phẩm đặc sản vùng miền này để về sử dụng cho gia đình, và qua đó tạo một cái thói quen cũng như là sự trải nghiệm của khách hàng thủ đô đối với những sản phẩm đặc sản vùng miền của Việt Nam. Central Retail tại Việt Nam rất vinh dự được đồng hành cùng với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2021. Chúng tôi phối hợp tạo điều kiện vị trí đẹp nhất ở các trung tâm thương mại Bixi Long Biên, Top Lê Trọng Tấn, Tops Hà Đông nhằm giới thiệu khu gian hàng đặc sản vùng miền
với quy mô 80 gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sản của 15 tỉnh, thành phố. Vừa qua, dịch bệnh COVID-19 gây nhiều tác động nghiêm trọng đến các hoạt động giao thương du lịch. Chúng tôi trân trọng sự nỗ lực của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này. Chúng tôi tin rằng với sự kết hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội với hệ thống bán lẻ của Central Retail tại Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội kết nối các nhà sản xuất, các hợp tác xã có được cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, phát triển mạng lưới kinh doanh ổn định lâu dài, giúp người tiêu dùng Hà Nội và các tỉnh lân cận được thưởng thức các sản phẩm đặc sản từ nhiều vùng miền khác nhau. Các sản phẩm trưng bày quảng bá giới thiệu gồm sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các vùng miền, các sản phẩm đã được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, thủy hải sản chế biến, nông sản thực phẩm chế biến, đồ uống, sản phẩm gia vị, trái cây, bánh kẹo, chè, cà phê, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa. Đây là các sản phẩm đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các đơn vị thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự kiện được các đơn vị chờ đón và kỳ vọng là cơ hội để thúc đẩy sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Hội chợ đặc sản vùng miền thì trung tâm tham gia rất là nhiều lần rồi. Lần đầu tiên tham gia là chắc phải từ năm 2014, mà hầu như là thường niên năm nào cũng có sự tham gia của trung tâm tại cái đặc sản vùng miền Hà Nội này. Thực ra đặc sản vùng miền Hà Nội này nó rất là hiệu quả. Mình cũng mang đi giới thiệu rất là nhiều sản phẩm mà mọi người cũng khá là quan tâm, đẩy mạnh những cái sản phẩm của tỉnh, mà nhất là những cái sản phẩm ví dụ như là đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Và bên mình đã có 3 cái sản phẩm, là cái cam sành Hàm Yên, cái bưởi Khoai Hà Tuyên Quang và một cái sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ nữa. Đấy thì muốn giới thiệu những cái sản phẩm đấy đến. Nhà nước tổ chức cho cái hội chợ này là bà con rất là mừng. Đấy, được kết nối các sản phẩm tốt đến với bà con. Thì là mình thấy là chắc chắn là sẽ tốt đẹp thôi. Thì nếu mà không có hội chợ thì rất là ít người biết đến sản phẩm của bà con nông dân. Đấy, thì sau cái hội chợ này chắc là nhiều người sẽ biết hơn. Để nâng cao chất lượng hiệu quả, công tác tổ chức hội chợ luôn được thành phố chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban tổ chức hội chợ đặc biệt quan tâm lựa chọn các sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, giới thiệu những sản phẩm mới, sáng tạo, bao bì đẹp, quy tụ được các sản phẩm chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đặc sản địa phương, các sản phẩm nông sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hầu như các việc chúng ta đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên việc đưa được các cái doanh nghiệp đó để tổ chức tại trong các cái trung tâm thương mại này quả thật là một công việc rất là khó khăn, công phu và đòi hỏi ban tổ chức chúng tôi phải làm việc và nghiên cứu rất kỹ để từ đó có một sự cam kết với các nhà phân phối, các tập đoàn là sẽ đưa những sản phẩm tốt nhất, mới và đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho người tiêu dùng. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới phục vụ người tiêu dùng. Khi tham gia hội chợ, 100% đơn vị tham gia gian hàng đảm bảo người bán hàng đã tiêm 2 mũi vaccine, khai báo y tế, test COVID-19 theo quy định, không có các hiện tượng ho, sốt, hắt hơi, tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế. Thành phố và các trung tâm thương mại, siêu thị thực hiện nghiêm túc quy định 5K, bố trí đầy đủ điều kiện, trang thiết bị phòng chống dịch, biển hướng dẫn, quy định phòng chống dịch, tạo mã QR, điểm kiểm dịch, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang. Công tác truyền thông, quảng bá về hội chợ được ban tổ chức thông tin rộng rãi trên báo đài trung ương và địa phương, truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như trang web chính thức của hội chợ, kênh truyền hình, radio, frame quảng cáo trong các thang máy, mạng xã hội. Cùng với đó là các hoạt động kết nối doanh nghiệp qua các sàn thương mại điện tử, Sen Đỏ, Vỏ Giò, chương trình truyền thông quảng bá, xây dựng ấn phẩm, clip quảng bá trực tiếp đến các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên địa bàn thành phố. Đại sứ quán, tham tán kinh tế các nước, văn phòng đại diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài, nhà hàng và khách sạn hạng trung và cao cấp, doanh nghiệp phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, doanh nghiệp sản xuất chế biến có liên quan đã được đông đảo người tiêu dùng nhận biết. Qua sự kiện, các đơn vị đã ký kết và hợp tác với nhiều đối tác. Chương trình xúc tiến thương mại của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội sản xuất đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.